Xin chào các bạn, hôm nay Bongki.com xin giới thiệu với các bạn một dòng xe ô tô mới, đó là ô tô 9988 mang kiểu dáng Porsche. Đây là dòng xe hai chỗ ngồi rộng rãi. Đây các bạn có thể xem tổng quát về xe. Phía đuôi xe được thiết kế rất là đẹp. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu với các bạn về các cái chức năng cũng như là cách thức sử dụng của dòng xe này. Đầu tiên đây là cổng kết nối MP3, thẻ nhớ USB. Ba công cụ này thì giúp bạn có thể kết nối với điện thoại hoặc là cổng USB hay thẻ nhớ để bé có thể nghe được những bài nhạc mà bé yêu thích. Trên đây là nút nick bài này, volume to nhỏ. Phía bên tay phải này chính là đây là chìa khóa khởi động. Đây là nhìn thì giống như dạng volume nhưng thực ra đây là một cái nút xoay để có thể chọn chế độ đi lùi, nút tạm dừng hoặc ba chế độ đi chậm, vừa, nhanh khác nhau. Đây là một trong những dòng xe duy nhất có ba chế độ đi. Thông thường các loại xe khác thì chỉ có một hoặc hai chế độ đi. Đây là công tắc bật tắt đèn ở bánh. Đây là các cái chức năng về còi và nhạc ở trên xe. Đây là dòng xe thiết kế cánh mở ngang rất là hiện đại. Khi mở các bạn bấm vào nút này xong bắt đầu kéo ra. Đó. Sau đó thì bấm lại. Chốt rất là chặt. Hai ghế ngồi rất là rộng với dây an toàn hình chữ Y rất là chắc chắn để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bé. Sau đây mình sẽ khởi động xe. Khi khởi động xe thì hệ thống đèn pha phía trước sẽ sáng. Đây là công tắc bật đèn ở bánh, hiện tại thì đang là bật. Đây các bạn có thể nhìn thấy khi mà bật đèn thì đèn ở bánh sẽ sáng trông rất là đẹp. Và đặc biệt đẹp hơn vào ban đêm. Đèn phía sau cũng sáng. Nếu mà khi mà mình không thích ban ngày, bạn có thể tắt công tắc đi để tiết kiệm điện. Khi mà bạn tắt thì toàn bộ hệ thống đèn ở bốn bánh sẽ tắt. Đây các bạn hình gì đấy, không còn đèn sáng ở bánh nữa. Để các bạn có thể coi nha. Các bạn có thể cho bé ấn một trong bốn cái này đều được. Bên này cũng tương tự.
Và đây là điều khiển từ, không cần tắt cũng không cần bật, nó sẽ tự động tắt và bật. Ở cửa.